kết quả trận Man City và Sheffield vòng 3 ngoại hạng Anh 2023. Dấu ấn của Haaland trong trận này. Thưa quý vị, Manchester City có chuyến làm khách tới sân của đội bóng mới thăng hạng Sheffield United tại vòng 3 ngoại hạng Anh. Sheffield đã thua cả hai trận trước đó, nhưng với lối đá phòng ngự rác của đội chủ nhà, Man City phải chật vật trong hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn dù kiểm soát bóng tới 80%. Đáng chú ý, phút 33, tay găng của Sheffield để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài cho Man City được hưởng một quả penalty, nhưng trong một ngày thi đấu kém duyên, Erling Haaland đã sút bóng trúng cột dọc. Sau giờ nghỉ, Man City gia tăng sức ép và bắt đầu tạo nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Phút 63, Jack Grealish chơi bóng tinh tế cho Haaland đánh đầu hiểm hóc khai thông bế tắc cho Man City. Thế nhưng phút 85, Watkins sai lầm tai hại khi để mất bóng trong vòng cấm và Bunger đã chấp thời cơ rất tốt với cú sút xa làm thủ môn Ederson bó tay, qua đó gỡ hòa cho Sheffield. Và chỉ chưa đầy 5 phút sau, chính Watkins chụp lỗi với đường truyền mở ra cơ hội cho Rodri dứt điểm từ xa nâng tỷ số lên 2-1, dập tắt mọi nỗ lực của Sheffield. Với kết quả này, Man City đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu và trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng ở Premier League mùa này.